đi học mà, nói là các bạn này còn đang đi học, tức là còn trẻ đang đi học, hay đi học về khuya qua những cái nơi tối thì hay có cảm giác như thế. Tốt nhất thì bạn này nên học lễ thuộc chú Đại Bi, học thập thuộc chú, học thập là Đại Bi thập chú, và đặc biệt là hai câu thần: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.